Chào mừng các em học sinh đến với bài học môn tiếng Anh ngày hôm nay. Cô cho chúng ta cùng học tiết 93, Unit 11, Traveling in the Future, Lesson 6, Skill 2, page 55. Em cùng mở sách ra nào. Bài ngày hôm nay chúng ta sẽ học hai kỹ năng. Đó là kỹ năng Listening và kỹ năng Writing. Thứ nhất là kỹ năng Listening. Exercise 1. Look at the picture. Which do you think are the correct options below? Hãy nhìn vào tranh. Điều mà em nghĩ là những cái lựa chọn bên dưới, đâu là lựa chọn đúng? Em nhìn cho cô bức tranh. Và đây người ta cho chúng ta 5 câu. Yêu cầu chúng ta sẽ dự đoán xem là chúng ta chọn phương án nào. 1. This vehicle can or can't fly. Cái phương tiện này thì có thể hoặc là không thể bay được. 2. It needs or doesn't need a driver. Cái phương tiện này thì cần hoặc là không cần người lái. 3. Learning to drive this vehicle is easy or not easy. Để học lái cái phương tiện này thì dễ hoặc là không dễ. 4. We can or can't buy them today. Chúng ta có thể hoặc là không thể mua chúng ngày hôm nay. 5. Is it or isn't very fast? Phương tiện này nhanh hoặc là không nhanh. Đây là một số dự đoán. Vậy trước khi nghe thì chúng ta sẽ nhìn vào tên phương tiện và các em sẽ dự đoán cho cô. Những phương án nào là phương án đúng? Phần dự đoán thì chúng ta không cần chính xác, là dự đoán cần đúng hay là độ chính xác. Chúng ta sẽ nghe lại, được nghe lại để kiểm tra độ chính xác sau. Em đã dự đoán được chưa? Để kiểm tra dự đoán thì cô cho chúng ta cùng vào bài tập 2. Exercise 2. Now listen and check your answers. Em sẽ nghe và chúng ta kiểm tra dự đoán. Listen please. Unit 11. Page 55. Skills 2. Activity 2. Now listen and check your answers. I'm here at Noi Bai Airport to tell you about this amazing flying car. It just landed here at the airport 15 minutes ago. So this vehicle is called TFX. It was designed in 2013, but it will take a couple of years before you can own yours. It's a kind of driverless car and aeroplane. It has many benefits. With its automated system, the car can avoid traffic. It drives at 300 kilometers per hour. Impressive, isn't it? It has four seats, so your family or friends can join the ride. The coolest thing is learning to drive a TFX is simple. You'll be able to do it just after a few hours. Ok, các em đã nghe rồi. Bây giờ cô cho chúng ta cùng kiểm tra đáp án. Number one, chúng ta chọn phương án là can or can't. Và đáp án của cô như sau, chính là can. This vehicle can fly. Phương tiện này có thể bay được. Two, needs or doesn't need. Đáp án của cô chính là doesn't need. It doesn't need a driver. Nó không cần phải có người lái. 3. Easy or not easy? So my answer is easy. Để học lái phương tiện này thì rất là dễ dàng. 4. Can or can't? So my answer is can't. Chúng ta không thể mua nó được. And 5. My answer is, so it's very fast.
nó rất là nhanh. Vậy em kiểm tra xem đáp án có giống với lại là phần đáp án cô đưa ra không nhé. Đây chính là nội dung của bài tập 2. Bài này cũng không khó lắm đâu đúng không các em? Cô cho chúng ta cùng chuyển tiếp sang bài tập 3. Exercise 3. Listen again and answer the following questions. Chúng ta sẽ được nghe lại thông tin lúc nãy của bài tập 2 và sau đó thì trả lời câu hỏi. Trước khi nghe, các em sẽ nhìn qua các câu hỏi sau. Có 3 câu hỏi. 1. What is the name of the vehicle? Cái tên phương tiện này là gì? Hoặc là phương tiện này có tên là gì? Vehicle là phương tiện. 2. How fast can it travel? Nó có thể đi được bao xa? Fast, xa hoặc là nhanh đấy. Nó có thể đi được nhanh như thế nào? Travel ở đây thì tùy theo nghĩa ta có thể dịch là đi hoặc là du lịch. Trong trường hợp này thì ta có thể dịch là nó có thể đi được nhanh như thế nào? How cộng với tính từ fast. 3. Is this what is designed? Nó được thiết kế hoặc được sản xuất vào năm nào? Chúng ta sẽ nghe lại và trả lời 3 câu hỏi. Các em sẽ dùng bút chì, sau đó chúng ta sẽ ghi những cái thông tin cần thiết vào câu trả lời. Và sau đó các em sẽ đối chiếu lại đáp án sau. Now listen again please. Unit 11. Page 55. Skills 2. Activity 3. Listen again and answer the following questions. I'm here at Noi Bai Airport to tell you about this amazing flying car. It just landed here at the airport 15 minutes ago. So this vehicle is called TFX. It was designed in 2013, but it will take a couple of years before you can own yours. It's a kind of driverless car and aeroplane. It has many benefits. With its automated system, the car can avoid traffic. It drives at 300 kilometers per hour. Impressive, isn't it? It has 4 seats, so your family or friends can join the ride. The coolest thing is learning to drive a TFX is simple. You'll be able to do it just after a few hours. Ok, như vậy là các em đã được nghe xong phần đoạn văn. Cô cho chúng ta cùng trả lời câu hỏi. Now, number one, what is the name of the vehicle? Cái tên phương tiện này là gì? Các em có nghe rõ không? Nào, đáp án như sau. My answer is, the vehicle is called TFX. Hoặc các em có thể trả lời là, it is called TFX. Number two, how fast can it travel? Nó có thể đi được xa như thế nào? It can travel at 300 km per hour. Chữ A ở đây chính là kilometer, chính là km. Còn chữ P chính là per, per là một, per hoặc er đều được. Còn chữ H chính là hour. It can travel at 300 km per hour, kilometer per hour. Nó có thể đi với tốc độ là 300 km một giờ. Như vậy là đi khá là nhanh. 3. In which years was it designed? Nó được thiết kế hoặc là nó được sản xuất ra vào năm bao nhiêu? Và trong bài thì chỉ có duy nhất một thông tin đó là năm, chính là năm 2013. Và trong bài người ta đọc là 2013. Chưa? Năm 2013. Hoặc các em có thể đọc hai số liên kề là 2013. Như vậy câu trả lời đầy đủ đó là it was designed in 2013.
Bài tập tiếp theo. Exercise 4. Take the benefits of this vehicle that are mentioned in the recording. Chúng ta sẽ tích vào những cái lợi ích. Benefits là lợi ích. Trong âm vòng tiết đầu tiên, lợi ích của cái phương tiện này mà người ta đề cập ở trong bài chúng ta vừa nghe. Và có 5 thông tin. One, it can avoid traffic. Nó có thể tránh được tai nạn giao thông. Avoid, động từ có hai âm tiết trong âm tiết và âm tiết. Thứ hai, sau avoid, một là ta để danh từ hoặc ta để động từ. Nếu để động từ thì động từ phải dạng đuôi ing. Two, it can avoid bad weather. Nó có thể tránh được thời tiết xấu. Three, it travel fast. Nó có thể đi rất là nhanh. Four, you can invite three of your relatives and friends to travel with you in this vehicle at the same time. Invite là mời. Relatives là hàng xóm, họ hàng, trong âm rơi vào âm tiết đầu tiên. Bạn có thể mời ba người hàng xóm của bạn hoặc là bạn bè để mà đi cùng với bạn ở cái phương tiện này cùng một thời gian hoặc là cùng một thời điểm hay là cùng một lúc. And five, learning to ride it is simple. Để mà học lái xe, tức là học lái cái phương tiện này thì rất là đơn giản. Vậy các em vừa được là bài tập 1 này. Và thứ hai là các em làm bài tập 2, trả lời câu hỏi. Vậy thì chúng ta rất dễ dàng để làm được bài tập 3 và bài tập 4, được chưa nhỉ? Vậy bài tập 4 thì phương án đúng ở đây chính là những lợi ích của phương tiện mà chúng ta vừa nghe. Đó chính là như sau. Cô sẽ đưa ra đáp án và các em sẽ đối chiếu xem có giống với đáp án các em không nhé. Đáp án thứ nhất đó là it can avoid traffic. Nó có thể tránh được tai nạn giao thông. Chính là lợi ích thứ nhất. Lợi ích thứ hai, đó chính là it travel fast. Nó có thể đi rất là nhanh với tốc độ là 300 km/h, đúng không? Và lợi ích tiếp theo, đó chính là you can invite three of your relatives and friends to travel with you in this vehicle at the same time. Bạn có thể mời ba người, bạn bè hoặc là hàng xóm để mà đi cùng với bạn trong chiếc phương tiện này cùng một thời gian. Và lợi ích cuối cùng chính là learning to ride is simple. Để học lái nó rất đơn giản. Và trong bài vừa rồi, ở bài tập 3 thì chúng ta có từ easy là dễ dàng. Và từ simple, từ dễ dàng, từ simple đây là đơn giản thì nó cũng gần như nghĩa tương đương nhau. Như vậy, lái phương tiện mà chúng ta vừa mới nghe, nó sẽ có 4 lợi ích. Number 1, number 3, number 4 and number 5. Các em cùng tích vào trong vở của chúng ta. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển writing phần viết với bài tập 5. Exercise 5. Write a short paragraph about a future means of transport in this unit. Include both facts and your opinions about the vehicle. Viết một đoạn văn ngắn về cái phương tiện trong tương lai ở trong cái bài này. Và chúng ta khi viết thì phải bao gồm cả thông tin có thật và thông tin nói về quan điểm của em về cái phương tiện này. Trong bài này thì chúng ta học rất nhiều cái phương tiện trong tương lai, đúng không? Ví dụ như chúng ta học đó là gì đây? Flying cars, sky train, hoặc là metro. Hoặc chúng ta học một số phương tiện khác. Vậy chúng ta sẽ dựa vào một trong những phương tiện mà các em học để chúng ta sẽ viết một đoạn văn ngắn về phương tiện đó. Và khi viết thì chúng ta phải đề cập một số thông tin sau của phương tiện đó. Thông tin thứ nhất là name of transport, tên phương tiện đó là gì. Thông tin thứ hai, how it looks, nó trông như thế nào. Tức là ta sẽ miêu tả nhanh hoặc miêu tả ngắn gọn về cái hình thức hoặc bề ngoài của phương tiện đó. How it functions, chức năng của nó như thế nào. And what you think about it, bạn nghĩ gì về phương tiện này. Và bài tập 6 thì chúng ta sẽ đổi vai, tức là chúng ta hãy trao đổi thông tin bài viết chúng ta với lại bạn của mình để tìm ra xem là đâu là câu nói về fact, tức là câu sự thật, và đâu là câu quan điểm chúng ta.
Và đây là phần gợi ý bài viết của cô. Nếu như mà bạn nào chúng ta viết được thì chúng ta sẽ tự viết. Còn nếu không thì chúng ta có thể sử dụng bài viết của cô làm bài viết mẫu cũng được. Và trong bài viết này thì cô dùng phương tiện đó là flying motorbike, đó là máy xe máy bay, xe máy biết bay đấy. Ở những bài trước thì người ta nói là flying cars, ô tô bay. Và đây là phương tiện cô chính là flying motorbike. Many interesting means of transport have been invented so far. In the future, I think there will be flying motorbikes. It will look a bit different from motorbikes nowadays, but it can fly without wings. It will use electricity transfer from solar energy. It can travel fast and avoid bad weather. It will be very useful and popular in the near future. Vì là phương tiện trong tương lai đúng không? Cho nên là cô phải dùng là thì tương lai. Có rất nhiều những cái phương tiện rất là hấp dẫn mà người ta phát minh ra gần đây. Và trong tương lai thì tôi nghĩ rằng là sẽ có những chiếc xe máy có thể bay được. Những chiếc xe máy này thì trông cũng không khác so với lại những chiếc xe máy bây giờ. Nhưng mà chúng có thể bay được mà không cần có cánh. Và người ta sử dụng năng lượng mặt trời để mà tạo ra điện cho động cơ hoạt động. Nó có thể đi rất là nhanh và tránh được thời tiết xấu. Phương tiện này thì rất là có ích và phổ biến trong tương lai. Đây chính là bài viết mẫu của cô. Bài viết này cũng rất là ngắn gọn và chúng ta có thể viết vào trong vở. Như vậy là trong ngày hôm nay thì cô cho chúng ta vừa mới kết thúc hai nội dung của bài học, đó là phần listening và phần writing. Ở phần nội dung listening thì cô cho chúng ta tìm hiểu một phương tiện trong tương lai. Và phương tiện này thì chúng ta làm thông qua 4 bài tập. Bài tập chọn đáp án đúng, rồi bài tập trả lời câu hỏi và bài tập tích vào những cái lợi ích của phương tiện đó. Và phần nội dung thứ hai là phần bài viết thì cô cho chúng ta vừa mới viết về một phương tiện trong tương lai, đó là flying motorbikes, những chiếc xe máy có thể bay được để làm giảm việc là ách tắc giao thông. Các em sẽ hoàn thiện tất cả những cái bài tập này vào trong vở ghi và chuẩn bị bài mới là phần looking back and project ở trang 56 và trang 57. Phần looking back and project thì đây là bài tập ôn lại từ phần lesson 1 cho tới lesson 6, cho nên các em sẽ chuẩn bị thật kỹ và làm đầy đủ để hôm nay cô cho chúng ta học cùng hiệu quả hơn. Bài học tới đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài học sau.